Ai thương tình xin mua giùm giúp em đầy chuối chiên thơm ngon ngọt ngào. Đời em tuy nghèo nhưng tấm lòng mênh mông, mà chữ chung em khắc ghi trong dạ. Ai đã từng qua sông mà không hiểu giùm tiên rào. Ai ăn chuối chiên bà con cô bác ơi, có ai thấy Hạ bán chuối chiên người yêu của em đâu không? Là mới ơi, chỉ giùm em tới, rủ người ta đến đây để tham gia sinh hoạt câu là cổ ánh trăng mà bỏ đi đâu rồi, dám trốn vô bếp mình rồi kiếm được cá lóc ăn lắm à. Trời đất ơi, hết hồn à. Em đi đâu mà làm giờ sáng anh kiếm em cả mệt cả muốn xỉu vậy? Em đi bán chứ đi đâu mà anh hỏi? Đi bán hả? Rồi hẹn anh tới cái chỗ này nè. Rồi trốn ở đâu vậy? Mày biết anh kiếm em chi không? Anh kiếm em chi vậy? Kiếm em để bàn lại cái chuyện mà hai đứa mình bàn cà gian dở đó. Chuyện gì mà bàn gian dở? Nói vậy em không nhớ gì hết trơn á trời hả? Em có nhớ gì đâu. Nghe cái mùi cá lóc cái không còn nhớ gì hết trơn á trời hả? Anh này, thì người ta không nhớ cái nhắc là cho người ta cái người ta nhớ liền cái gì? Nhắc cái nhớ liền ha. Kỳ quá à. Thì cái chuyện của những chiếc lá trồng trời xe lại biến cao xanh là chuyện của kiến bạc lưu lưu yến một khúc sông ngay chuyện của ông đâu trời trời xe sợi chỉ hồng đó cho hạ cưới chiên với anh hầu hồn dịch lộn mình cùng sống trên bên và thân thuộc hai đứa mình là hai đứa nhà nghèo à mẹ cha chạy anh nga từng bà bữa nếu mà mai có con có đám rồi cũng phải có tiền là làm vài ba mâm cổ chứ. Kệ vậy em mới coi vậy mà nói chuyện nghe được ghê hết ha. Ha mấy cô mấy chú mà hạ chú chiên ơi mà mỗi lần nằm ở nhà bán hộp chừng lộn ế về nằm mà gác cái tay lên trán anh nằm anh si nghĩ cái anh nhớ đủ thứ chuyện hết trơn á. Anh nhớ cái gì vậy? Nhớ hồi đó ở dưới quê á hai đứa mình tắm mưa cái lúc đó em không có bận đồ hả? Bị bà ở đây cô chú mắc giùm luôn á, tự nhiên không tại vì anh nhớ cái chuyện hồi xưa mà mắc cỡ phải không? Thôi nhắc cái chuyện hồi bây giờ nè. Anh nhớ đê cái đêm sao từ nghe cái mùi thơm đó thì chưa hát được cái đê cái đêm gì cái đêm tiếng giọng ta ru buồn vừa xanh anh nằm mà nghe tiếng nhớ nhớ tiếng em cười mà như tiếng sóng lao sao yêu nghe đơn nhài dòng sông trên gian báo cưới đón hai đứa mình cùng nhau hát bài tình ca. Chúng ta tuy nghèo nhưng ông nguyện luôn chung tay lòng em sao nè đối với người ơi thiệt vậy ha. Hà chuối chiên ơi dẫu cho mai đây người ta có bắt được
được nhịp 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 cầu. Nó nói liền hai bờ bên ba. Thì anh đây cái gì? Cà lâm cà bắp là cái ý vàng phải không? Ý vàng đâu mà ý vàng. Người ta cà lâm bẩm sinh chứ bộ. Tự nhiên người ta đang nghe dây rồi cái gì thì chặn họng lại sao người ta hát được. Cái ta tránh ra nghe dây lại hát lại nè. Thì anh đây sẽ sắm cho hai ta một chiếc thuyền con để em chèo anh lấy xuôi ngược khắp dòng sông cho vẹn chữ chung tình. Chung tình với ai? Chung tình với bà này chung với ai nữa? Dầu dài tấm như hàng gặp quá cuộc đời mình. Em biết rồi nè. Biết gì? Thì má anh biết giả lắm. Cho nên mới cái chủ anh hầu đẻ rốt chuyện bà đi. Đẻ anh ở đâu không đẻ? Má anh đem ra bên Hòa cái đường biết. Ủa? Chuyện này anh giấu kỹ lắm sao biết được hay vậy? Cách tài hướng gì mà hai đứa mình nhớ mãi không thôi. Nhớ tiếng em cười làm hồng đôi má. Ê, chưa hết đâu. Anh còn nhớ nữa đó. Anh nói gì nữa vậy? Anh nhớ gì nè? Anh nhớ là anh nghe tiếng sóng lào xào, nhớ bóng con bà ngàn suối năm tháng, và nhớ tiếng nói ngày thơ anh mất giận cười. Tục ngữ ông bà mình nhiều cũng có mênh không vô tận, cũng không thể nào giải thích được hai cái chữ tình yêu. Nhất là tình yêu của anh dành cho em đó. Hãy mỗi lần anh nghe tiếng nào anh ai em suối chiên hôn là lòng anh nghe sao tiếng lần anh già trong lòng anh xúc lòng biết bao. Mỗi lần anh nghe anh rao anh xúc động lắm hả? Đương nhiên người yêu mình rao mình phải xúc động chứ. Vậy sao mỗi lần em nghe anh rao em có xúc động biết gì đâu? Ủa vậy bà nói bà thương tôi chỗ nào bà kia? Ủa ngon, thương thì thương còn xúc động có dính dáng gì với nhau đâu. Chắc tại lúc đó em lo bà buôn bán rồi không để ý tiếng rao của anh. Giờ nhắm con mắt lại đi, anh rao cái nghe xúc động liền. Nhắm mắt lại nghe anh rao xúc động. Nhắm con mắt lại. Rồi. Không có được hí nha. Hí ra là giọt vô con mắt là đen thui luôn đó. Để hỏi bà con cô bác, để hỏi mấy cô mấy chú ở đây coi con ghệ mình nó đứng trước mặt mình mà nó nhắm mắt như vậy là làm cái gì bây giờ mấy cô mấy chú. À con biết rồi, nghe anh giao nè. Ai ăn hộp vịt lòm? làm gì vậy? Ở đây ông bà con mắt kỳ cục quá. Không có gì đâu kỳ. Thì người yêu tao muốn hôn lúc nào tao hôn chứ. Không nói với anh nữa. Em đi á. Thì tôi đứng lại. Bằng gì? Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lão xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đường. Bằng lòng đi em anh dắt qua cầu. Mùa mưa cầu trơn dấu khó đưa dấu. Bằng lòng bán anh với nơi tranh nghèo, về đây cười quê chỉ có tấm lòng. Có chi xù bà la. Xuân chim hả anh? Nước cục. Để yêu em.
rồi rồi sao nữa? Ôi trái tim em đang giặt vào rung cảm, tì bóng từ đâu tì bóng từ đâu bó tao mới dằn chuyện nhặn lìa đôi như thắm sầu ngơ ngác anh bỏ ra đi không lời và biệt để cuối sông thương em đâu.